cái con này nè, tôi chỉ cho bà con nhiều phân tách được giữa cái con trăng và con nưa nè, để nhiều khi mình đi có dịp mà đi rừng núi ruộng rẫy rồi đó không, nếu ai mà gặp cái con này nó bò như thế này nè, đừng có tưởng là cái con trăng nha, rồi mình thò tay mình bắt nó, nó cắn một cái là đứt bóng luôn à. Nè tôi chỉ cho nhiều phân tách nè, nếu mà có gặp nó bò như thế này đó không, trước tiên á mình phải nhìn trên cái đầu nó trước nè, trên đầu cái con này nó có cái đường chỉ nè, thấy không đó, đứng đó thấy không đó, cái đường chỉ ngay giữa nè, nếu mà cái con nào mà có cái đường này đừng có bắt nó à, nó là con rắn hổ bướm á, chứ không phải con trăng đâu à. Cái con trăng ở nhà đó em, ai có nuôi con trăng về ở nhà đó thì tôi chỉ cho bà con nhiều phân tách có phải không, cái con trăng ở nhà bà con nuôi đó là con mắt nó màu đen, cái mình nó là màu xanh đen, còn cái con này là cặp mắt lửa, con mắt nó màu đỏ. Đặc biệt một điều là con trăng nó có hai cái lỗ mũi phải không, còn cái con này nè bà con lại gần con nguyên một dọc lỗ mũi luôn, chín cái lỗ mũi, ba cái hàm răng mà nó tới hai cái lưỡi luôn, nó là con rắn hổ bướm chứ mà là con trăng ha. Bà con nhìn thấy cái bông đen trắng nó biến bướm liền, nó giống kỳ là con bướm mà. Bây giờ bắt đầu nè, coi tôi thả nó ra đây một cái nha, đây tôi thả từ đây ha cho tới chiều tới tối luôn, không bao giờ nó đi đâu hết, mà tôi bước chân đi là nó bò theo. Tại vì sao, tôi nuôi nó từ hồi nhỏ tới lớn, nó quen cái hơi rồi, nuôi nó hồi bằng ngón tay út tới bây giờ. Con này năm nay nữa nó được 7 năm mới về lớn, bây giờ nó là rắn đâu có lớn. Nếu mà bà con mà không tin tôi về bắt rắn nuôi thử rồi đó không, tôi bảo đảm không bao giờ lớn hết. Muốn nuôi con rắn này lớn đó nghe, là mình phải quanh một vùng đất nuôi thiên nhiên thì nó mới lớn. Còn nếu rắn mà bắt vô trong chuồng nuôi không bao giờ lớn, nuôi nó càng ngày nó càng dài ra. Biết nuôi á, 10 con này nè, nó sống được 2 con. Còn không biết nuôi đó hả, 10 con nó chết sạch đủ 10 con luôn. À, nó khó nuôi lắm chứ không phải dễ đâu. Rồi bây giờ bắt đầu, coi tôi đếm mập. 2, 3, tôi kêu nó ngóc cao cái đầu lên ha, tự động nó ngóc lên. Kêu nó cúi đầu chào người lớn, nó cúi đầu chào người lớn. Sau đó cái tôi điều khiển cho nó nhảy múa tặng bà con bản nhạc coi chừng ha. Rồi bây giờ trước hết là coi tôi điều khiển cho nó nói chuyện coi chừng ha. À, nói mà cái con này mà nó nói chuyện là chắc bà con ngạc nhiên liền phải không? Hỏi gì chứ làm sao nó nói chuyện được. Ngày xưa đến giờ thì bà con chỉ nghe nói là cái con nhồng, con sáo, con cưỡng, con két, nó biết nói không? Tôi tin chắc rằng chưa có ai mà thấy cái loại động vật bò sát này mà nó nói chuyện bao giờ. Đây, bây giờ bắt đầu. Hấp. 2. 3. Chú Tư này nghe tôi hỏi nghe không? À, bây giờ dòng ra ngoài có ai lớn chào trước cái thôi nè. Chào bác ba một cái nha. Chào bác ba. Chào bác ba đàng hoàng thấy không? Bây giờ ráng làm cho hay nghe không? Hát cho giỏi nghe. Một lá tư chúng mày uống cà phê chịu không? Chịu hả? Bây giờ ăn hủ tiếu mày chịu không? Chịu nữa. Bây giờ cho mày một con gà mày chịu không? Chịu à, bây giờ đếm ba tiếng đếm nha. Đây. Hấp. 2. 3. Ông nhiều khi bà con còn nghi ngờ đó, chắc là tôi bóp cổ nó kêu chứ gì. Không phải đâu à, nếu mà bóp cổ đó hả là nó nghẹt thở nó chết luôn á. Cái con này là ở trong này nó chứa toàn là hơi không, cho nên mỗi lần mà tôi điều khiển đó, bà con thấy cái tay này nè, lúc nào tôi phải sóc nó hết, cho nó nén cái hơi xuống á, rồi mấy lóng tay nè mình buông ra cho nó khè ra chính cái lỗ mũi nó kêu, chứ không phải là bóp cổ. Bây giờ nhìn kỹ lại một lần nữa nha. Ngày xưa mà bà con nghe nói cái con rắn này mà nó biết gáy á, nhất là ở vùng nông thôn á, người ta hay đồn nói tôi nghe con rắn nó gáy trong cái gò mã, có người nói tôi nghe con rắn nó gáy trong cái bụi tre, nhưng mà nghe nói thôi, hoàn toàn không có ai mà thấy con rắn gáy bao giờ hết, cả ông thầy rắn luôn cũng chưa thấy con rắn gáy. Đây bây giờ để tôi điều khiển cho nó gáy gáy coi trời nha. Chú là tôi mày nghe tôi hỏi nghe không? Trời ơi. À, bây giờ làm gà gáy cái coi nè.
Bây giờ tôi đếm 3, đếm đếm nha. Đây. 1, 2, 3. Nè, hồi nãy là tôi điều khiển cho nó nói chuyện được phải không? Nó giấy được phải không? Bà con nghi ngờ là tôi bóp cổ nó không? Bây giờ tôi nắm trên tay, đúng không? Bây giờ tôi không bóp cổ nó luôn. Đây, nè tôi thả nó ra luôn là không có bóp cổ rồi nha. Đó, thả nó ra luôn nè, đó. Đó, như vậy là không có bóp cổ gì hết phải không? Đấy. Rồi bây giờ bắt đầu nhé. Rồi bây giờ tôi thả như thế này là không có bóp cổ nữa em. Bây giờ coi tôi vẽ cho nó ba cái vòng nha. Tôi điều khiển cho nó bò vô cái vòng số 1 vào người lớn nha. Qua cái vòng số 2 vào em bé thiếu nhi. Qua cái vòng số 3 nó nhảy múa tặng bà con bản nhạc coi chưa nha. Nhưng mà để ra tôi hỏi coi nó chịu làm hay là không nha. Cái con này nó trứng lắm à. Đấy. Hà Thanh đâu rồi? Hà Thanh đâu rồi Thanh? Đây. Bây giờ mời quá trình mình theo dõi chơi để tôi hỏi coi nó chịu làm hay là không. Đấy. Cái con này nó trứng lắm. Bởi vì sao? Cái con này nè, đặc biệt con cái đó là nó không có cái lỗ tai. Đó. Bà con thấy bất cứ cái con vật nào nó cũng phải có cái lỗ tai phải không? Nếu mà không lỗ tai lấy gì nó nghe được. Còn cái con này nè bà con tiệm có lỗ tai có không? Hoàn toàn nó không có lỗ tai nha. Mà tôi không biết nó nghe ở đâu nữa. Nó mà nằm ở trong hang á, ai mà biết thổi sáo nghe, thổi ống tiêu á ha. Bà con kê nghe cái miệng hang đó, vậy nè thổi đi. Nó bò ra liền á. Con này nè, bây giờ bắt đầu nè. 1, 2, 3. Chú Tư mày nghe tôi hỏi nghe không? Ừ. À, bây giờ nhảy múa tặng bà con bản nhạc được không con? Được. Bây giờ bắt đầu nha. Nè, cho nó múa cái coi giờ đậu sát sát cho chút xíu mát á. Đậu mát đó. Ừ. Đậu kia ngoài nắng. Sát cho chút xíu cho nó mát. Ê. Bây giờ bắt đầu coi tôi điều khiển cho nó múa cái coi giờ. Đó sao lại nó bất tiêu rồi? Bây giờ đồ này không phải của tôi không biết sử dụng. Đấy. Rồi bây giờ coi tôi điều khiển cho nó múa nghe coi chơi nè. Bây giờ mà bây giờ ý bà con muốn nó múa điệu gì? À muốn nó múa điệu gì tôi cho nó múa điệu đó coi chơi. Nhưng mà nó múa thì không có hay lắm à. Bởi vì nó đâu có chân có tay đâu múa. Phải không? Mấy con khác thì nó có chân có tay. Còn cái con này chân tay đâu múa. Bà con để nó đứng còn không được. Nó lấy gì múa. Buông lại sụi lơ luôn phải không? Nhưng mà nó có cái đầu thôi. Đó. Mỗi con thì nó có cái khác nhau à. Mà mấy con kia thì có chân có tay, con này có cúc đầu rồi nè. Đó. Mình kêu nó lắc qua lắc lại xem đã ngứa lắm mà ha. Nhưng mà trước khi điều khiển cho nó múa đó thì mình phải cho nó ăn mồi ha. Phải cho nó ăn mồi. Bởi vì bà con thấy ở trên sân khấu đó hả, tôi huấn luyện vô đó banh được, khỉ nó chụp con được. Cái đó nó dễ thôi chứ không có khó. Tại vì sao? Trong lúc tôi điều khiển thú thì luôn luôn lúc nào cái tay tôi cũng có mồi. Cho nên tôi mới điều khiển thú được. Nếu mà tôi nói mà bà con không tin tôi á, ai mà có xem ở trên các đầu xiếc á, bà con nhớ chú ý mấy ông mà huấn luyện thú á nha. Cái tay lúc nào cũng có nắm nắm mồi nè. Bất cứ cái con vật nào cũng vậy, điều khiển cho nó chạy vòng 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 sân khấu rồi nè. Lát cái mấy ông để ngón tay về cái nó hả mồm ra, bỏ vô một cục mới bắt đầu diễn tiếp được. Còn nếu mà không có mồi thì vô phương không có cách nào mà điều khiển thú được đâu. Rồi bây giờ bắt đầu mà phải nhìn theo dõi, bắt đầu vô chương trình biểu diễn coi chơi nha. Đây. À bây giờ tôi diễn xong cái này thì xong rồi đó. Tôi mời mỗi người mình theo dõi coi chúng tôi sẽ diễn qua cái trò chơi thật này của mấy người mình xem chơi. Đây. À, ở đây thì có con dao. Con dao này dao thật thật nha. Nè đặt cái bóp dính liền phải không? À, nhưng mà một lát nữa nè. Đây. Bà con thấy chúng tôi đó. Đây là từ ở đằng xa nè. Quýnh vô. Chặt vô trong người nha. Chặt bóp bóp bóp.